Chiều ngày 24 tháng 1 năm 2024, Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian ATK Định Hóa đã tổ chức tổng kết 2 năm thành lập và ra mắt không gian văn hóa các dân tộc tại tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Trợ Chu. Dự chương trình có Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện có lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện. Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian ATK Định Hóa thành lập năm 2022 dưới sự quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin với 25 thành viên. Đến nay, câu lạc bộ có 68 thành viên. Trong thời gian qua, câu lạc bộ chịu trách nhiệm biểu diễn tại không gian nghệ thuật dân gian của huyện trong lễ hội lồng tổng ATK Định Hóa Xuân Quý Mão 2023, chương trình chào xuân 2023 của thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, mở lớp học hát then đàn tính miễn phí tại không gian văn hóa các dân tộc ATK Định Hóa. Tham gia chương trình chào đón khách Hàn Quốc, tham gia nhiều cuộc thi do tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, đã tổ chức nhiều chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, mang bản sắc văn hóa đặc trưng trong dân tộc, tiêu biểu như hát then, hát xi, lượn cọi, múa chầu của người Tày, hát báo dung, cấp sắc của người Dao, nhảy thác sình của người Sán Chỉ, múa rối cạn của người Tày Thầm Rộc. Tại chương trình, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian ATK Định Hóa đã tổng kết 2 năm thành lập câu lạc bộ, đồng thời ra mắt không gian văn hóa các dân tộc tại tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Trợ Chu.